Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với review sản phẩm studio. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một thông tin rất là tốt về những chiếc máy Nokia sắp tới, và chiếc máy được quan tâm nhất gần đây đó chính là Nokia X90 Pro Max, con kết cấu hình tốt đầu với Snapdragon 888 cao, viên pin khủng 8000 mAh và giá bán khá là hợp lý. Thì thời gian gần đây đã có nhiều tin đồn về việc Nokia sẽ cho ra mắt một chiếc điện thoại mới thuộc phân khúc cao cấp với tên gọi là Nokia X90 Pro Max. Vậy Nokia X90 Pro có cấu hình như thế nào, giá bao nhiêu, con kết thiết kế nào đáng mong đợi nhất, tất cả sẽ được giải đáp qua video này nhé. Đừng rời màn hình khi mà chúng ta vẫn còn ở đây, ok. Nokia X90 Pro Max con kết được thiết kế với rất là độc đáo và đẹp. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có thông tin rõ rỉ về con kép thiết kế của Nokia X90 Pro Max. Tuy nhiên là một chiếc máy cao cấp đến từ Nokia thì mình kỳ vọng rằng Nokia X90 Pro Max sẽ có thiết kế đẹp và độc đáo, với các cạnh viền được bo cong mềm mại cho cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc tay hơn. Ngoài ra thì mình cũng mong rằng Nokia X90 Pro Max sẽ có điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế giống như con kép của Nokia X80 Pro, với cụm camera to đằng sau chỉ dùng để chứa camera và màn hình nhỏ để hiển thị thông tin nhanh cho người dùng. Mặt trước thì mình kỳ vọng Nokia X90 Pro Max sử dụng với màn hình với 4 viền siêu mỏng đi kèm với camera kiểu nốt ruồi quen thuộc. Hiện tại thì trên thị trường đã xuất hiện những chiếc điện thoại camera ẩn dưới màn hình, thì thấy mình mong rằng sau này khi mà ra mắt thì Nokia X90 Pro Max cũng sẽ được trang bị công nghệ hiện đại này. Về phần cấu hình thì được một số đồn đại thì Nokia X90 Pro Max sẽ sử dụng Snapdragon 888 cộng và màn hình là 120Hz, mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại nhưng không phải là mạnh nhất, đã mơ thì phải mơ cho tới vậy. Nên với một chiếc smartphone cao cấp như Nokia X90 Pro Max thì mình kỳ vọng rằng sẽ được trang bị con chip mạnh nhất của Qualcomm, đó chính là Snapdragon 888 Plus. Với con chip đầu bảng này thì có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng về hiệu năng của máy nữa, chắc chắn máy sẽ tốt nhất cho tất cả tựa game và ứng dụng đang có hiện nay một cách mượt mà nhất. Với phần màn hình thì mình không kỳ vọng nhiều, vì theo như thông tin rò rỉ thì chúng ta có thể thấy Nokia X90 Pro đã được trang bị những thứ tốt nhất như màn hình lớn 6.8 inch và độ phân giải 4K cực kỳ sắc nét rồi. Và theo như mình như thế là khá là đầy đủ rồi, mang lại trải nghiệm và giải trí tốt nhất rồi, chứ không cần phải thêm gì nữa hết. Hiện tại ngay cả iPhone cũng chưa được trang bị màn hình tần số web nhá cao như vậy. Không được trang bị tính năng này sẽ là thiếu sót khá lớn, khiến máy khó cạnh tranh với các sản phẩm khác. Vì thế mình hy vọng rằng Nokia X90 Pro Max sẽ được trang bị màn hình 120Hz để giúp các thao tác mượt mà, và vuốt màn hình sẽ nhanh hơn. Nokia X90 Pro Max với thông số pin 5000 mAh sẽ đi kèm sạc nhanh 65W theo các tôi nhầm một xíu, đó chính là thông số pin là 8500. Theo các thông tin rõ rệt thì Nokia X90 Pro Max được trang bị viên pin rất là cục lên đến 8500 mAh. Đây là một dung lượng pin có thể gọi là trong mơ ước, có thể xuất hiện trên những smartphone cao cấp hiện đại. Dù chúng ta chưa biết sự phát triển của công nghệ thì tương lai việc này có thể xảy ra hay không, nhưng bây giờ chắc chắn là không. Như các bạn đã biết thì người dùng mua một chiếc điện thoại cao cấp không chỉ vì hiệu năng mà màn hình, mà là còn thiết kế của máy nữa. Nếu như máy được trang bị viên pin lên tới 8500 mAh thì chắc chắn máy sẽ rất dày và nặng. Đây là đi ngược với xu hướng hiện đại hiện nay. Vậy nên mình mong rằng máy sẽ có viên pin dung lượng 5000 mAh vừa đủ dùng, không ảnh hưởng đến thiết kế của máy. Ngoài ra mình cũng mong rằng thông tin rò rỉ về sạc nhanh công suất 65W sẽ trở thành sự thật. Hiện nay thì công nghệ sạc nhanh ngày càng phát triển, vì mình nghĩ rằng viên pin lớn trên smartphone đó là không điều không cần đáng bận tâm nữa, vì với sạc nhanh công suất cao thì chỉ cần các bạn cắm sạc tầm 30 phút đến 1 nước là đầy pin rồi và đã sẵn sàng phục vụ cho các bạn rồi. Và đến phần giá cả của chiếc X90 Pro Max thì theo dự đoán từ trang Best Mobile 24, Nokia X90 Pro Max sẽ có giá khởi điểm khoảng 15.900.000 đồng tại thị trường Ấn Độ, và Sri Lanka thì tầm năm là 15.9 triệu đồng đấy. Cá nhân mình thấy đây là một mức giá rất hợp lý, về chúng ta có thể mua siêu phẩm từ Nokia. Không những hợp lý mà mình còn cảm thấy hơi nữa, vì chỉ tầm 16 triệu chúng ta đã sở hữu một con chip mạnh mẽ, màn hình đẹp sắc nét với viên pin ổn và hỗ trợ sạc nhanh.
Liệu các bạn có những kỳ vọng gì về Nokia X90 Pro Max nữa không nhỉ? Nếu có thì đừng quên để lại ý kiến phía dưới phần bình luận của video này nhé. Thì chúc anh em có một buổi làm việc thật là vui vẻ, và cho mình ý kiến cũng như là một like và một đăng ký kênh để cho kênh mình phát triển nhiều hơn nhé. Tạm biệt tất cả mọi người.